Đây anh em, tôi vừa xuống đây, thằng cô em mẹ tiên sư nó xuống sắp đến nơi nó vứt cả đống đồ nó đi về. Đây. Đấy, vẫn còn vứt cả phao đây, tiên sư thằng nào nó mà ra nó lôi mình phát đi thì hết sạch. Này. Ô tiên sư. Đấy, sắp xuống đến nơi rồi, nó bảo là đây, anh xuống đi em đi về. Đi mẹ. May mà thằng nào nó ra nó khiêng phát thì hết sạch. May hôm nay hồ ở đây, hôm nay lúc xuống thấy bốn ông, bây giờ có một mình nó ngồi. À. Đấy anh em, bây giờ tôi ném trộm cục lăng xê này. Đấy. Giờ tôi ném ở đây xong là tôi ngồi tôi cầu lục. Được con là về luôn. Đấy. Tôi ra cái cần nhỏ thế này em. Ok. Anh em. Tôi vừa đánh trộm cần nhỏ đây này, tôi để đây này. Đấy. Thằng em nó về rồi, giờ đây. Tí nữa chỉ việc chờ nó lôi đây, lôi đây này. Ba cục thế nào cũng có cục được. Đấy, tôi giấu cần ở đây, chủ hồ nó không biết. Rồi, ok. Giờ quay ra ngồi câu lục. Đấy, oánh vụt ra giữa hồ cho nó để cái cần ở đây. Mẹ bây giờ quay ra đây ngồi cầu lục cố bắt được con về luôn, không được con thì ít nhất phải đánh hết ba cục lăng xê, nếu mà được rồi thì thôi được con phát về luôn, không biết to hay nhỏ, nếu nhỏ quá thì thả, to to thì bắt. Ok. Đây anh em, sản phẩm thẳng mồm luôn, một lưỡi thẳng mồm luôn. Đây, một lưỡi đóng thẳng mồm này. Con này cũng khoảng tầm cân rưỡi, cân bảy gì đấy. Đây một lưỡi không ngoãi tí nào này, đây cái lưỡi vừa đóng mồm này, đấy anh em câu kéo cho nó cẩn thận, câu này mà đấy cá trôi nó chạy rất gì nó khỏe này, tôi lối mãi mới lên. Rồi ok, tận dụng con này tắt đi thì nhanh và chủ hồ nó ra. Rồi ok, bây giờ tôi thu đồ tôi đi về làm con thôi, còn lục thụt mấy phát nhưng mà không đóng được. Vẫn còn mồi này, mới được khoảng tầm 20 phút này. 20 phút này. Đã lôi máy sạch 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 rồi. Tí nữa thì nó lôi luôn cả xuống hồ. Cục mồi đầu tiên vẫn còn hai cục mồi trong cốp này, vẫn còn hai cục mồi này. Ok, làm con thôi đi về. Đấy anh em, ba cục nếu mà oánh ba cục thì chắc là phải được hai con đấy. Thôi làm con đã, để trôi này. Ok, có sản phẩm.